Rồi, hello hello, xin chào anh em nha. Rồi, hello hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi nè. Rồi, lên cho anh em một cái con Mitsu 91 anh em, ốc vàng khè ha. Giá là 2,5 triệu anh em ha, chưa bao gồm phí vận. À xin lỗi, 2,5 triệu là đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em rồi ha. Rồi, con này 2,5 triệu, 91 Mitsu anh em ha, 91 2 ngựa 7. Họng hút xả nó là 25 nha anh em ha. Máy chạy ok ngon lành nè. Ốc hến rồi vàng ngính anh em. Rồi, anh em mua thì liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề nha. Đó, ốc hai lát nè. Lát rồi có bình xăng nó bị cắn nhẹ chỗ này ha, bình xăng trong nè, bô pin nữa luôn nha, bình xăng trong trắng tư nha. Rồi 2,5 triệu ha, 2,5 triệu đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em nha. Rồi anh em mua thì liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề hoặc là Zalo em ha.